đó là niệm và hơi thở. Nhưng mà xin đề nghị với huynh pháp hữu, huynh pháp hữu coi như là sinh hoạt với cái room này và được rất là nhiều người ngưỡng mộ đến với room này, đó cũng là một cái sự thành công của cái room Phật giáo Nam Truyền. Và đề nghị với huynh pháp hữu rằng huynh có thể sinh hoạt 5 giờ rưỡi, 5 giờ cho đến 6 giờ rưỡi thay vì 7 giờ thì có thể rút ngắn lại, và huynh có thể đến với cái room 5 giờ để rồi có thể chúng ta coi như du di một thời gian ngắn. Chứ còn đối với ngài Thiếu Tông á, thì ngài sinh hoạt đến 6 giờ rưỡi là chấm dứt, và các vị khác sinh hoạt trong room này cũng đến 6 giờ rưỡi là chấm dứt. Riêng với huynh pháp hữu thì kéo dài tới 7 giờ. Thay vì 7 giờ thì đối với Việt Nam, quý vị rằng cái gian đi làm việc nó hơi trở ngại thì có thể chấm dứt khoảng 6 rưỡi. Đó là sự đề nghị. Và bây giờ huynh để cho biết ý kiến đến sớm và nghỉ sớm để cho những công nhân, những viên chức có thể đi làm nó không bị trở ngại. Rồi xin hỏi ý kiến của huynh pháp hữu nha. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính lễ sư Trí Đức, kính lễ quý chư Tôn Đức Tăng Ni, kính chào anh quý anh chị. Không biết có nghe rõ nhà tên. Dạ, nhận để tính lại là bởi con cũng biết là cái tới 8 giờ giờ Việt Nam thì nó hơi cấp rút cho một số các anh chị, nhất là sáng thứ hai ở Việt Nam. Nhưng mà cũng nói đi thì cũng phải nói lại, bởi vì ở Perth thì lại đi sớm hơn 1 giờ. Tức là nếu mà bắt đầu từ 5 giờ ở Việt Nam thì ở Perth thì là 6 giờ tới 7 giờ rưỡi ở Perth. Để cũng như vậy là phải thay đổi lối sinh hoạt cá nhân một chút. Thành thử ra con xin ghi nhận và để sẽ bàn sau và sẽ báo cho sư biết sau, rằng có thể đi sớm du di sớm hơn một chút, tức là từ 5 giờ đến 6 giờ rưỡi ở Việt Nam. Tức là không từ như vậy thì là từ 6 giờ cho tới 7 giờ rưỡi ở tức là 7 giờ tức là 5 giờ tới 6 rưỡi ở Việt Nam. Yeah. Nhiều khi nói giờ nó hơi lộn nha. Bởi nhưng mà trên căn bản thì ở bên này đi sớm hơn ở Việt Nam 1 giờ. Dạ. Giờ thì để xin đi vào cái đề tài của buổi chia sẻ Phật pháp ngày hôm nay. Đó là chúng tôi muốn trình bày, giới thiệu, tóm tắt thôi, một cuốn sách mới của Ngài Tỳ Khưu Analayo về quán niệm hơi thở. Thì trước khi vào cái đề tài của buổi chia sẻ ngày hôm nay thì chúng tôi xin kính mời tất cả lắng tâm thanh tịnh để cùng chúng tôi lễ bái Tam Bảo tóm tắt. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang apivadeyami svakato bhagavata dhammo dhammang namassami supatipanno bhagavato savakasangho sanghang namami. Cội Bồ Đề, trang nghiêm thiền tịnh, thắng thiên ma vạn chướng trùng trùng. Con xin lại đấng đại hùng, rọi vô biên trí tận cùng thế gian. Bác thánh đạo con đường chánh giác, đưa chúng sinh vượt thoát trầm luân.
Chân truyền diệu pháp thánh nhân, con xin tịnh ý nghiêm thân thực hành, hòa hợp chúng tăng già thanh tịnh đức vô song tứ thánh sa môn, thừa hành di giáo thế tôn, đời đời tương tục bốn phương phổ hoằng. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Buddhaṃ dhammaṃ saṅghaṃ namassami. Con đem hết lòng kính làm lễ Đức Thế Tôn, ngài là bậc ứng cúng cao thượng đã chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con xin quy kính Phật bảo, pháp bảo và tăng bảo. Đó là xong cái phần lễ bái tam bảo tóm tắt. Chúng tôi xin đi vào cái đề tài của buổi nói chuyện ngày hôm nay. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa quý chư tổng đức tăng ni, kính thưa quý anh chị đạo hữu. Hôm nay thì chúng tôi xin giới thiệu một cái cuốn sách mới của ngài Tỳ Khưu Anālayo, có tựa đề là Quán niệm hơi thở, Mindfulness on Breathing. Trong đó thì ngài có đưa ra những hướng dẫn thực hành và đồng thời có trích dẫn các bản dịch. Ở đây trọng tâm là các bản dịch từ kinh điển Nikaya của Phật giáo Nam truyền, nhưng đồng thời ngài cũng đưa ra một số những cái bản kinh dịch khác từ Hán tạng của tạng trong cái kho tàng Phật giáo Trung Quốc. Thì chúng tôi thấy theo cái chiều hướng đó thì khoảng 2-3 năm nay thì chúng tôi rất là tâm đắc, thành thử ra có thỉnh thoảng hay là thường xuyên cũng thường hay đem ra những cuốn sách của ngài Anālayo để mà trình bày với cái quý anh chị. Thì trong cái buổi nói chuyện hôm nay chúng tôi có một vài cái biểu đồ, thì cũng như thường lệ các anh chị đưa con chuột vào trong những cái hình nhỏ đó thì click một cái thì nó sẽ ra hiện ra hình lớn như một cái biểu đồ để mà dễ theo dõi. Thì đầu tiên thì mời chị đi vào trong cái hình đầu tiên. Đó là cái nói về cái mục lục của cuốn sách này. Không biết có ai có vào được thì xin cho tín hiệu. Chúng tôi sẽ đưa ra cái link. Mindfulness of Breathing, A Practice Guide and Translations. Quán niệm hơi thở, hướng dẫn thực hành và các bản dịch của ngài Tỳ Khưu Anālayo, xuất bản năm 2019. Chúng tôi cũng có một cái cơ phước duyên là thường hay thỉnh mua từ nhà xuất bản Wisdom với là nhà xuất bản Windhorse. Nhà xuất bản Wisdom ở bên Mỹ cũng là một nhà xuất bản Phật giáo, không phải là một cơ sở thương mại. Thường thường thì xuất bản các sách của nhiều cái tông phái Phật giáo khác nhau, trong đó có nổi tiếng nhất và chúng tôi là các bản sách dịch của ngài Tỳ Khưu Bồ Đề, nhất là những cái bộ kinh Nikaya, Trường Bộ, Trung Bộ, Tăng Chi Tương Ưng và một số tập trong Tiểu Bộ. Và nhà xuất bản thứ hai mà chúng tôi thường hay liên hệ để mà lấy thông tin và đặt mua sách là nhà xuất bản Windhorse ở bên Anh. Thì nhà xuất bản Windhorse này thì có khuynh hướng xuất bản những sách của ngài Tỳ Khưu Anālayo. Và khoảng cuối năm ngoái thì được cái thư email của nhà xuất bản cho biết rằng sẽ tiến hành ấn tống, nói ấn tống thì cũng không đúng, xuất bản thì đúng hơn, tập sách mới của ngài Tỳ Khưu Anālayo và kêu gọi hùng phước để trợ cái phần các cái chi phí in ấn. Thì chúng tôi cũng có gửi một ít tình tài để hùng phước xuất bản cuốn sách này.
Và như vậy thì nhờ như vậy là được ghi tên vào trong danh sách những thí chủ, và có một cái phần thưởng là sẽ nhận được cuốn sách trước 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 khi mà đem ra ngoài thị trường, và có một chúng tôi nhận được cuốn sách bản in cũng như là bản bản mềm, bản e-book. Tại vì đồng thời cái cuốn sách đặc biệt là có một cái link để chúng tôi quên cho đây là sẽ ghi ra sau, là có thể tải về một bốn cái bài hướng dẫn hành thiền bằng tiếng Anh của ngài Tỳ Khưu Anala-yô khi ngài hướng dẫn một khóa thiền ở bên Mỹ, thì có cho thu âm và chúng ta có thể tải về miễn phí để mà nghe. Thì chúng tôi cũng có nghe tới nghe lui và thực hành theo thì thấy cũng được nhiều ích lợi. Thì chúng tôi sẽ giới thiệu cái những cái bài giảng bằng những cái bài thu âm đó sau. Thì trở về cuốn sách điều quán niệm hơi thở hướng dẫn thực hành của các bản dịch, một đặc điểm của những cái cuốn sách về sau này của ngài Tỳ Khưu Andalayo có hai đặc điểm chính so với những cái cuốn sách khác. Thứ nhất là ngài khuynh hướng trích dịch kinh điển đối chiếu, về căn bản là dựa theo những cái bài kinh trong tạng Nikaya Pali, nhưng mà đồng thời ngài cũng dịch một số những cái bài kinh tương ứng từ Hán tạng để mà so sánh, chúng ta có một cái nhìn bao quát hơn. Và ngài đưa ra những cái điểm tương đồng cũng như những cái điểm khác biệt và phân tích những cái điểm tương đồng và khác biệt đó. Nói một cách tóm tắt cái khuynh hướng của ngài Analayo là ngài sau khi so sánh Pali với bản Hán tạng và đồng thời một số bản Sanskrit và tiếng Tây tạng nữa, thì ngài rút ra những cái điểm chung, những cái điểm tương đồng. Thì theo cái nhìn của ngài, đây là tóm tắt thôi chứ không sơ lược chứ không phải là đúng hết 100%, là sau khi so sánh như vậy rồi thì ngài rút ra những cái điểm chung, những cái điểm có trong Pali cũng như có trong Hán tạng cũng như có trong cái bản của Tây tạng, thì ngài cho rằng những cái điểm đó là những điểm gốc, những cái ý gốc, những cái điểm gọi là tạm gọi là nguyên thủy. Rồi có những cái điểm không không giống nhau, có khi thì ở bên tạng Pali liệt kê nhiều hơn, hoặc là có khi thì bên Hán tạng liệt kê nhiều hơn, hoặc là có những cái điểm không giống nhau, thì ngài cho rằng đó là do cái sự một cái nhìn sai biệt trong cái thời kỳ phân chia bộ phái cũng như để mà viết xuống và để khi kết tập và viết xuống, và ngài chú chú tâm vào trong những cái điểm chung, những cái điểm chung cho cả hai, có thể nó là cả hai hoặc là ba cái trường phái như vậy. Thì đó chúng ta thấy đó cũng là điểm hay, mặc dù cũng có nhiều người không đồng ý, hoặc là đôi khi mình thấy mà ngài anh vô rất là thông thoáng, ngài sẵn sàng, ngài cởi mở, ngài sẵn sàng chấp nhận những cái ý tư tưởng bất đồng đó, nhưng mà ngài cũng lúc nào cũng rất là bình dị và khiêm tốn, nói rằng đây là chỉ là một cái nhìn của ngài thôi, để làm đưa ra cũng giống như là một cái những cái điểm gợi ý thôi, rồi mỗi người phải tự tìm hiểu và tự rút tỉa một cái đường hướng hoặc là một cái sự suy nghĩ, một cái sự nhận định cho riêng mình, chứ không phải không bao giờ mà nhất quyết để nói rằng những cái gì ngài trình bày là tuyệt đối đúng. Và đó cũng là một cái tư tưởng chúng tôi thấy rất là hay, rất không và chúng tôi cố gắng bắt chước, noi theo, coi cái gương đó mà noi theo. Ngài Bồ Đề cũng vậy, ngài một cao tăng nổi tiếng, đã từng là chủ chủ biên của hội Phật giáo, hội xuất bản Phật giáo ở Sri Lanka, bây giờ ngài trở về Mỹ, nhưng mà khi mà ngài viết sách rồi, hoặc khi những cái buổi nói chuyện của ngài thì ngài rất là vui tính và cởi mở và sẵn sàng chấp nhận những cái tư tưởng khác nhau và không bao giờ áp đặt theo cái đường lối của ngài, cho rằng cái đường lối hay hoặc cái suy nghĩ hoặc là những cái kết luận nhận định của ngài là tuyệt đối. Chỉ là ngài lúc nào cũng nói là đó là chỉ là cái nhận định của một cá nhân, tức là riêng ngài thôi. Và chúng tôi thấy đó là một cái giống như cái tấm gương bình dị, khiêm tốn, và lúc nào cũng sẵn sàng thâu tiếp và học hỏi.
đó, để mà chúng tôi noi theo. Bây giờ trở lại cuốn sách của ngài Tỳ Khưu Anālayo. Trong cuốn sách này, đó là một cái điểm thứ hai đặc biệt của ngài Anālayo so với những cái tác giả khác đó, là lúc nào ngài cũng ngoài cái phần lý thuyết kinh điển, ngài lúc nào cũng có những cái phần hướng dẫn thực hành để chúng ta thử tập. Bởi vì ngài một cái nhân vật cũng tương đối hiếm có trong thời đại của chúng ta, tức là giỏi cân bằng giỏi về pháp học lẫn pháp hành. Ngài có bằng tiến sĩ Phật học từ Sri Lanka, ngài là người Đức nhưng giỏi tiếng Anh, có cái năng khiếu về ngôn ngữ, có thể đọc được, viết hiểu được tiếng Pali, Sanskrit, những điểm căn bản của tiếng Tây Tạng, và ngài cũng tự học tiếng Hán cổ để mà đọc thẳng trong cái nguồn kinh tạng của Phật giáo Trung Quốc. Và ngài cũng là một giáo sư dạy Phật học tại một số trường đại học ở bên Đức cũng như ở bên Mỹ. Và ngài viết sách, ra ngài giỏi về pháp học mà đồng thời ngài cũng giỏi về pháp hành. Ngài hướng dẫn những cái khóa thiền và ngài bắt đầu tìm hiểu và học thiền từ khi còn là một cái sinh viên trẻ. Đầu tiên là gia nhập những cái nhóm thiền Vipassana của thiền sư Goenka và Ubakin, và ngài cũng tiếp tục hành thiền như vậy và mở những khóa thiền cho đến bây giờ. Ngay cả trong cái thời gian của làm việc của ngài, tôi còn nhớ là cách đây mấy năm, khoảng 5 6 năm trước, không biết bây giờ thì sao, nhưng mà khoảng 5 6 năm trước thì khi ngài còn ở bên Đức, ngài dạy một cái trường đại học ở bên Đức, trong một cái bài phỏng vấn về cái cuộc sống của ngài thì ngài nói rằng một tuần lễ như vậy thì ngài dành phân nửa thời gian để mà soạn bài cũng như để đi hướng dẫn và dạy ở mấy trường đại học, nhưng mà phân nửa thời gian còn lại là ngài chỉ chuyên tâm hành thiền thôi, tịnh tu. Là một ngày ngài dành cho khoảng 3 ngày để mà giảng dạy, khoảng 3 hoặc 4 ngày còn lại là đóng cửa tịnh tu. Để mình thấy có một cái lạ, nhưng mà mình còn rất khâm phục. Và trả lại vấn đề ở đây là thành thử ra những cuốn sách của ngài nó có cái đặc biệt là có sự cân bằng và lúc nào cũng hướng về pháp hành để chúng ta đưa ra những cái hướng dẫn để chúng ta thử thử làm theo đó. Và như chúng tôi đã nói thì về phương diện pháp học, những lý thuyết đó, là ngài cố gắng đem ra dựa cái căn bản cốt lõi là vẫn là kinh điển Pali, nhưng mà đồng thời cũng đưa ra những cái nguồn kinh hoặc là những cái đoạn kinh trích từ đa phần là từ từ bộ A Hàm của Hán Tạng. Và cái cuốn sách mới nhất của ngài, cuốn Quán Niệm Hơi Thở này, cũng theo cái tinh thần đó. Chúng tôi cũng đang đọc thôi, xin nói trước như vậy, chưa có đọc hết, nhưng mà chúng tôi quan niệm rằng mình đọc tới đâu thì mình chia sẻ tới đó. Thành ra những cái gì chúng tôi trình bày ngày hôm nay cũng chưa hẳn là hiểu hết, có thể là tuần sau, tháng sau khi chúng tôi đọc lại thì chúng tôi lại hiểu cách khác nữa. Thành ra cũng mong quý anh chị, quý chư Tôn Đức Tăng Ni, quý anh chị thông cảm ở chỗ này, là đôi khi có thể về sau này có thể trình bày khác đi, bởi vì cái nhìn, cái hiểu của mình lại khác. Và trong cuốn sách Quán Niệm Hơi Thở, ngài có tất cả là 10 chương, 10 chương thì 6 chương đầu thì nói về quán niệm hơi thở, những cái điểm cốt yếu, cốt lõi, đưa ra những hướng dẫn dựa trên kinh điển Pali, phần lớn là dựa lên kinh điển Pali. Đầu tiên là cái bài kinh Quán Niệm Hơi Thở ở trong Trung Bộ và một vài những cái đoạn kinh khác ở trong tạng Pali. Nhưng mà đồng thời ngài cũng đưa ra những cái ý khác dựa theo cái nguồn kinh A Hàm, nhưng mà ngài không có nói rõ chi tiết. Đó là trong cái 6 chương đầu. Đến 4 chương kế, tức là chương 7, chương 8, chương 9, chương 7, chương 8, chương 9, chương 10, thì 4 chương đó thì ngài bắt đầu dịch, trích dịch những cái bài kinh từ Hán Tạng.
chỉ dịch ra thôi, trình bày như vậy để có lẽ là ngài muốn để giới thiệu cho độc giả Tây Phương chưa có quen thuộc với nguồn Hán Tạng. Chúng tôi thấy cũng rất là hay, là bởi vì chương 7 là ngài trích những cái bản dịch từ Trường A Hàm, chương 8 là bản dịch từ Trung A Hàm, chương 9 là từ Tạp A Hàm và chương 10 là từ Tăng Nhất A Hàm. Và chúng ta thì người Việt Nam chúng ta có một cái sự cái phước duyên rất lớn mà đôi khi mình không biết, vì khi mình thấy rằng là Phật giáo không phải là quốc giáo, lần nữa có vẻ sinh hoạt có vẻ không có thống nhất hoặc rời rạc, nhưng mà mình nên có một cái tự hào hoặc là mình nên có sự hoan hỷ vui mừng là những cái bản kinh chính trong nguồn kinh Tạng Pali đã được ngài Minh Châu dịch ra khoảng 50 năm trước, và sau này thì có Chư Tăng cũng tiếp tục cải thiện, có những cái bản dịch mới ra chúng ta tương đối cập nhật, và những cái bản kinh dịch ra tiếng Việt từ Tạng Pali, Tạng Nikaya đã được in ra và ấn tống rồi truyền bá ở trên một trang web, trên mạng. Và đồng thời bản dịch của Tạng A Hàm cũng được dịch ra tiếng Việt. Đầu tiên là do ngài Quảnh Thiện Siêu và Hòa Thượng Thanh Từ dịch ra khoảng 20 năm trước. Chúng tôi cũng có cái phước duyên về Việt Nam mấy lần được thỉnh toàn bộ 4 bộ A Hàm. Và sau này khoảng 10 năm sau này thì được ngài Hòa Thượng Đức Thắng và Hòa Thượng Tuệ Sĩ dịch ra một lần nữa, để chúng ta có hai cái bản dịch song hành như vậy, và cũng phổ biến ở trên mạng hoặc là in xuống sách ở xuống giấy. Ra chúng ta khỏi là người Việt Nam chúng ta nếu thật sự mà chú tâm thì chúng ta có thể tìm thỉnh hoặc là ghi những cái link trên internet để mà chúng ta đọc đọc bằng tiếng Việt, bằng cái tiếng Việt hiện đại, bản dịch của cả hai nguồn, bên nguồn Pali cũng như nguồn tiếng Hán. Chúng ta dĩ nhiên là tốt nhất là nếu chúng ta giỏi tiếng Pali rồi đọc thẳng bản gốc, hoặc là giỏi tiếng Hán thì đọc thẳng bản gốc. Nhưng mà cũng có rất là ít người như vậy. Bản thân chúng tôi thì dốt tiếng Pali cũng như tiếng Hán. Chúng tôi chỉ giống như là cái tình trạng y tờ thôi. Chỉ biết đại khái lỏng bổn rồi biết cách tra từ điển như vậy thôi, chứ còn không có đọc thẳng được. Nhưng mà nhiều khi mình muốn tò mò, mình muốn hiểu cái chữ đó, cái gốc nó như thế nào thì mình biết cách tra từ điển bên Pali cũng như bên Hán, bên tiếng Hán. Mình chỉ biết đọc được tiếng Việt, ngay cả bản thân chúng tôi chỉ đọc được tiếng Việt với tiếng Anh, chứ không có không có thông thạo những cái tiếng khác, những cái thứ tiếng khác. Mà chúng tôi đoán rằng có lẽ đa số các anh chị ở đây cũng như vậy thôi. Nên chúng ta phải dựa vào trong những cái bản dịch của các vị dịch giả khác, và chúng ta tri ân các vị đó. Dịch là rất là khổ cực. Nhiều khi mình thấy những cái đoạn dịch lủng củng rồi mình có những cái phê bình, đôi khi chúng tôi thấy không có công bằng. Chúng ta quý trọng, mặc dù chúng ta không có tin tưởng chấp nhận hoàn toàn, nhưng mà chúng ta trân quý và tri ân quý vị dịch giả kinh điển. Và như vậy thì trở lại vấn đề là người Việt Nam chúng ta có một cái phước duyên rất lớn. Chúng ta có thể tìm đọc được, nếu thật sự quan tâm và có một cái động lực, chúng ta có thể tìm được những cái bản dịch tiếng Việt từ hai nguồn, nguồn Nam truyền Pali cũng như nguồn Bắc truyền Hán Tạng. Trong khi đó thì độc giả Tây Phương họ không có cái sự may mắn như vậy. Đến giờ này thì họ chỉ có cái bản dịch tiếng Anh từ Tạng Pali, còn Tạng A Hàm thì chưa có dịch xong, chưa có hoàn tất sang tiếng Anh. Có lẽ vì vậy mà ngài Analayo ở đây ngài muốn giới thiệu cho Phật tử Tây Phương, những độc giả Tây Phương biết thêm về những cái bài kinh ở trong cái nguồn A Hàm. Ra chúng tôi đọc chúng ta thấy cũng hay nha. Mình đọc mình thấy mặc dù là mình cũng ở nhà cũng có sẵn bộ A Hàm dịch ra tiếng Việt từ ngài Hòa Thượng Thiện Siêu, Hòa Thượng Thanh Từ cũng như từ ngài Hòa Thượng Đức Thắng và Hòa Thượng Tuệ Sĩ. Nhưng mà khi mình đọc tiếng Anh thì cũng như là để mình trau dồi thêm, để mình học được thêm những cái thuật ngữ mới cũng như ý tưởng mới. Thì đó là từ chương 7 tới chương 10 có theo được cái link chứ. Và sau đó thì có cái phần kết luận, và ngài trích ra một số những cái đoạn kinh quan trọng cũng như những cái từ trong kinh điển cũng như từ những cái cuốn sách của các vị thiền sư khác.
Và quan trọng nhất hơn cả theo cái nhìn của chúng tôi, bởi vì chúng tôi là người thực tế, thích thực hành. Cái gốc mình thích cái gì đó mình có thể thực hành, thực tập. Mặc dù mình không tinh thông nhưng mà mình cũng thử, thử cho ít ra mình cũng nếm được chút chút cái hương vị nó như thế nào. Và cuối cùng là cái phần hướng dẫn thực hành quán niệm của Ngài. Ở trong cái phần này có cái đặc biệt biệt là Ngài cũng dựa theo cái bài kinh quán niệm hơi thở của Trung Bộ Kinh, còn có 16 bước. Nhưng mà sau khi Ngài trình bày những cái bản dịch của Hán Tạng từ trường A-Hàm cho tới Tăng Nhất A-Hàm, thì Ngài trích ra những đoạn mà Ngài thấy tương đồng hoặc là bổ sung vào, thì Ngài tổng hợp lại thành cái, nói là kinh cũng không đúng, mà có thể là một cái tài liệu hướng dẫn cũng 16 bước như vậy, nhưng mà trong đó có những cái điểm mà Ngài bổ sung thêm bằng cách rút ra từ tạng A-Hàm. Thật ra mình thấy cũng là một cái nhìn mới lạ. Mình có thể không 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 có không hẳn là mình phải tin theo hoàn toàn, nhưng mà ít ra mình đọc để mình hiểu hiểu là mình có thể, nếu mà được thì mình tập thử như thế nào, nếu mình thấy thích hợp thì mình giữ đó là mình để mà mình thực hành, còn nếu mà thấy không chưa thích hợp với mình thì mình để qua một bên, mình không cần phải theo. Thì chúng tôi sẽ trình bày sau. Đọc ở đây thì thấy cái phần chót là đánh máy sai, không hiểu lúc sau này cái phần mềm mà gõ tiếng Việt của Unikey á, thì nó không biết có cái gì mà lấn cấn với lại Windows 10 hay không, mà sau này nhiều khi chúng tôi đánh máy những cái dấu nó không ra đúng. Các anh chị có thấy được cái hàng thứ hai cuối cùng không? Các chi phần giác ngộ chứ không phải các chi phấn giác ngộ, dấu dấu quyền trở thành dấu sắc. Chúng tôi sẽ sửa lại sau. Thì đó là ở đây là cái dàn bài của kỷ niệm hơi thở. Cái cuốn sách thì chúng tôi cũng biết là được trình bày bao lâu, bởi vì không biết là có sư Trí Đức có còn ở trước sách ở trước máy, hay chị Nhật Quỳnh có còn trước máy hay không. Bởi vì từ bây giờ cho tới tháng 3 sang năm thì chúng tôi lại phải đi đi du hành chỗ này chỗ kia. Chúng tôi thường hay nói đùa là cái thời gian đó có lẽ bị sao Bạch Mã chiếu mạng, thành thử phải đi chứ không có một chỗ ra. Trong tháng 11 này thì chúng tôi sẽ có khoảng chừng 3 buổi, 3 4 buổi nữa để trình bày chia sẻ với quý anh chị trong room, rồi sau đó xin phép nghỉ, bởi vì chúng tôi phải đi đi du hành, đi thăm cô con gái và đứa cháu ngoại ở bên miền Đông nước Úc, rồi sau đó là đi Mỹ, đi Mỹ suốt tháng 12, rồi trở về trước Tết Tây, trước đầu năm dương lịch, rồi Tết Tết ta ở cuối cuối tháng Giêng năm 2020 tại Úc. Rồi có thể chúng tôi đang sửa soạn một cái chương trình có thể đi về Việt Nam khoảng 3 nữa, để là có đi tới đi lui như vậy. Và vì đó mà mỗi lần chúng tôi đi xa thì chúng tôi không có vào internet, nhất là cũng không có vào được Paul Talk nữa. À, có lẽ cũng xin phép được tạm nghỉ như vậy. À, sau sau tháng 2 rồi thì trở về đây thì tương đối ổn định, nhưng mà cũng không chắc được. À, cuộc đời là vô thường. À, đôi khi cũng có những cái chuyện khác là cũng phải phải đi. À, mong quý anh chị thông cảm. Thì chúng tôi sẽ cố gắng trình bày mỗi tuần một chương tóm tắt về cuốn sách này. Nếu mà trong thời gian bị gián đoạn thì khi chúng tôi trở lại room thì sẽ tiếp tục cho hết cái cuốn sách này. Thì trong 6 chương đầu, thì chương đầu tiên thì Ngài đưa ra những cái điểm căn bản sửa soạn để chúng ta hành thiền quán niệm hơi thở như thế nào, rất là quan trọng, chúng ta phải sửa soạn trước. Rồi 4 chương kế, từ chương 2 tới đến chương 5, tức là nói về 4 cái điểm chính trong cái bài kinh, cũng như đó là cái căn bản của bài kinh niệm xứ hay là bài kinh lập niệm Satipatthana nữa, tức là quán thân, quán thọ, quán tâm và quán pháp. Các anh chị chắc cũng quen thuộc với những cái thuật ngữ này, tức là coi như là 4 chương đó. Chương 2 là quán thân, chương 3 là quán các cảm thọ, chương 4 là quán tâm, chương 5 là quán các pháp, thân thọ tâm pháp. Và cái mục đích của quán niệm hơi thở cũng như mục đích chung của tứ niệm xứ là gì?
là cuối cùng là chúng ta nhắm đến phát triển cái đỉnh điểm để phát triển các chi phần giác ngộ, bảy chi phần thất giác chi. Và nếu phát triển đầy đủ thì hành giả sẽ tiến đến mở tuệ, mở tuệ quán và tuệ giải thoát. Thì đó là ra chương 6 là chương dành về cái phần giác ngộ, cũng như ôn lại cái nhìn lại sự liên hệ như thế nào giữa bảy thất giác chi, bảy chi phần giác ngộ với bốn pháp lập niệm phát khởi như thế nào và làm sao chúng ta cân bằng bảy cái chi phần đó. Vậy đó là chương 6 cũng như là coi như là xem sự cuối cùng của cái phần chính của cuốn sách Quán Niệm Hơi Thở. Còn từ chương 10 như chúng tôi nói hồi nãy chỉ là trích dẫn những cái đoạn kinh trong Tạng A Hàm để cho độc giả Tây Phương làm quen với nguồn kinh điển A Hàm. Và đối với chúng ta thì chúng ta cũng nên đọc, bởi vì một số các anh chị đây thì chúng tôi nghĩ cũng chưa có quen thuộc lắm với Tạng A Hàm. Nhiều khi có một vài vị lại không có thành kiến, thành kiến với Tạng A Hàm tiếng Hán. Chúng ta cần phải, ngay bản thân chúng tôi cũng trải qua một cái kinh nghiệm như vậy, mình cần phải có cái thái độ cởi mở và tôn trọng, bởi vì đó cũng là một nguồn kinh điển cổ xưa chứ không phải là không. Các anh chị nghe được chưa ha? Rồi, bây giờ thì mời sang cái hình tiếp. Cái hình này thì có lẽ các anh chị nào đã theo dõi những cái gì chúng tôi trình bày trong suốt 2 năm, 3 năm qua thì chắc có lẽ quen thuộc rồi. Đây là chúng ta ôn lại cái biểu đồ chúng tôi soạn ra khi chúng tôi trình bày cái cuốn sách của cuốn sách khác của Ngài Tỳ Khưu Anarayo, để chúng ta biết được cái bài kinh quan trọng mà có lẽ Phật tử, những người, nhất là những người đã dự những khóa thiền đều biết được cái bài kinh này qua những cái sự hướng dẫn khác nhau của các vị thiền sư và giảng sư. Đó là bài kinh lập niệm trong Trung Bộ Kinh, cũng như bài Đại Kinh Lập Niệm ở trong Trường Bộ Kinh. Trong cái bài kinh lập niệm này thì chúng ta thấy đầu tiên Đức Phật đưa ra, Ngài khẳng định ngay từ lúc là bốn pháp lập niệm hay là bốn niệm xứ là con đường trực tiếp, đường thẳng tiến đưa đến giác ngộ giải thoát. Chúng ta đi từ dưới lên trên, có thể thấy được chuyện này, cái danh Trần Giao thấy chỗ này. Và đó là cái con đường trực tiếp. Và chúng tôi cũng xin nhắc lại ở đây là cái khuynh hướng dịch là con đường thẳng tiến hay trực tiếp là được đa số các vị dịch giả ngày nay chấp nhận. Trong khi ngày xưa hoặc là thời trước thì thường hay dịch là con đường độc nhất hay là con đường duy nhất. Và sau này thì phân tích ra thì thấy có lẽ dùng đúng hơn là chúng ta nói đó là Đức Phật khẳng định là con đường trực tiếp, Ekayana Maggo. Và một cái điều quan trọng nữa khi trong cái bài kinh này mà chúng ta cần ghi nhớ là định nghĩa về niệm. Chúng ta hay dùng lầm lẫn lộn giữa niệm và chánh niệm. Và đôi khi chúng ta dùng nó không có, rồi là hiểu không được đúng lắm. Niệm chỉ là ghi nhận, ghi nhớ thôi. Và chánh niệm, muốn có chánh niệm là phải đầy đủ bốn phần tử. Đức Phật đã khẳng định, nói rất rõ trong cái bài kinh, đôi khi chúng ta không để ý. Tức là muốn có chánh niệm là phải có đầy đủ bốn cái phần tử. Khi chúng ta quán thân, thọ, tâm, pháp thì bốn phần tử đó là gì? Là chúng ta phải có nhiệt tâm, tỉnh giác, niệm, chế ngự, tham ưu. Sẽ có đầy đủ bốn phần tử đó thì mới gọi là chánh niệm. Nhiều khi mình chỉ đa phần niệm, tức là mình tỉnh giác, mình ghi nhận, ghi nhớ rồi mình cho là chánh niệm chưa đúng. Phải có cái sự cố gắng ở trong đó, nỗ lực thường xuyên. Rồi phải lúc nào cũng phải có một sự tỉnh thức rõ ràng, sáng suốt. Và cuối cùng là phải chế ngự tham ưu, tham và ưu trên đời. Thì là phải có đầy đủ bốn yếu tố đó thì mới gọi là chánh niệm. Nhiệt tâm, tỉnh giác, niệm, chế ngự tham ưu. Cho khi mình chúng tôi dịch ra cũng dùng chữ dịch thì cũng lúng túng, khi mình thấy cũng khó. Khi mình dùng chữ niệm trơ trọi thấy nghe nó không có suông, rồi dùng chánh niệm. Nhưng mà ngồi suy nghĩ lại thì mình thấy trong nhiều trường hợp thì chỉ nên dịch là niệm hay là ghi nhận, ghi nhớ thôi, chứ chưa phải là chánh niệm, là bởi vì chưa hội đủ bốn yếu tố như Đức Phật đã định nghĩa, đã đưa ra. Bây giờ trong cái phần quán thân
quán thân nó là quán thân không thì cũng chưa chưa đúng, bởi vì trong quán thân đó Đức Phật đưa ra nhiều cái đề mục khác nhau để chúng ta quán, chứ không phải chỉ nói một cái đề mục thôi. Hơi thở, bốn oai nghi, các sinh hoạt, các bộ phận cơ thể, tứ đại, bốn đại, rồi về tử thi sình thối thì phải có chín giai đoạn, tức là phải chín chín cái đề mục khác nhau. Nữa trong cái phần quán thân thì có tới 14 đề mục chứ không phải chỉ có một. Trong đó cái hơi thở là đầu tiên, chúng ta sẽ lại vấn đề này. Rồi tới quán thọ, quán tâm, quán pháp. Khi nói quán pháp cũng vậy, pháp thì phải nói về năm triền cái, năm uẩn, sáu xứ, bảy giác chi và bốn thánh đế. Và một cái phần quan trọng nữa là mỗi lần đề mục quán như vậy thì chúng ta Đức Phật có lặp đi lặp lại một cái lời khuyên, lời chỉ dạy chúng ta phải quán như thế nào. Thì qua cái dùng chữ của ngài Analayo thì ngài nói nó cũng tương tự như một cái điệp khúc của một bài hát này. Giống như nhau, tức là chúng ta quán hơi thở như thế nào thì Đức Phật nói quán bên trong bên ngoài, quán thấy được sự sinh diệt và hiểu biết đơn thuần và niệm liên tục và không nương tựa, không chấp trước cái chuyện gì trên đời, nhắc đi nhắc lại dầu cho quán hoài nghi, quán sinh hoạt, hoặc là quán các cảm thọ, quán tâm hay là quán các pháp cũng vậy, Đức Phật nhắc đi nhắc lại cái phần đó. Cái phần đó là cái phần cơ bản để chúng ta phải làm. Ra cái bài kinh này đặc biệt là có cái hướng dẫn rõ ràng như vậy, khi chúng ta phân tích ra chúng ta thấy. Và nếu mà một cái người nào có đầy đủ phước duyên, đầy đủ sự tinh tấn làm niệm thường xuyên như vậy đó, thì khi phước duyên tròn đủ đó, thì Đức Phật có khẳng định là cái vị ấy đó, có thể đạt được cái quả thứ ba hoặc thứ tư trong cái dòng thánh. Tức là chúng ta biết rằng dòng thánh giải thoát có bốn quả vị: nhập lưu hay là dự lưu, nhất lai, bất lai và cuối cùng là A-la-hán, thì có thể đạt được quả vị thứ ba là bất lai hoặc là thứ tư là A-la-hán. Rất quan trọng. Và rồi để kết luận thì Đức Phật cũng lặp lại cái câu đầu tiên, tức là con đường trực tiếp đưa đến giác ngộ giải thoát, hay là con đường thẳng tiến đưa đến giác ngộ giải thoát. Thì đó là chúng tôi xin tóm tắt một cái bài kinh quan trọng, đó bài kinh tứ niệm xứ, hay là bài kinh nói đúng ra là bài kinh lập niệm Satipatthana Sutta. Và bài kinh này có được ghi trong Trung Bộ Kinh cũng như trong Trường Bộ Kinh, hai nơi khác nhau, và cũng có những cái bài kinh tương tự như vậy rải rác trong Tạng Nikaya chứ không phải là không. Bây giờ trước khi chúng tôi sang cái hình khác thì chúng tôi trở lại vấn đề ở đây là trong cái phần quán thân đó, thì có nói về quán hơi thở. Thì ra hơi, có như quán niệm hơi thở là nằm ở trong một phần của quán thân. Nhưng mà chỉ có bốn cái bước đầu tiên thôi. Quán hơi thở có 16 bước, thì trong cái phần quán thân của Kinh Lập Niệm, Kinh Satipatthana Sutta, chỉ có nói bốn cái bước đầu tiên thôi. Chúng ta ghi nhớ ở chỗ đó. Bây giờ chúng ta xin mời các anh chị qua cái phần tiếp. Trong một cái bài kinh khác, Đức Phật nhấn mạnh về cái tầm quan trọng của quán hơi thở. Mặc dầu có nhiều bài kinh nói về quán niệm hơi thở, nhưng mà có lẽ chúng tôi thì nghĩ là có lẽ một cái điểm, một cái nguồn kinh, một cái nguồn tài liệu quan trọng khác nữa là cái tập Thanh Tịnh Đạo của ngài luận sư Buddha Gosa. Ngài viết ra khoảng 1000 năm sau khi Đức Phật nhập diệt và được dịch ra tiếng Việt, được vi sư Trí Hải dịch ra tiếng Việt, và sau này cũng có một vài vị khác nữa, gần đây có một vài vị khác cũng dịch ra. Trong cái phần để về hướng dẫn hành thiền thì có ngài đưa ra 40 đề mục, ngài luận sư Buddha Gosa. Rồi ngài nói rằng cũng tùy theo cái căn cơ cũng như tâm tính của mỗi hành giả, chúng ta có thể chọn những cái đề mục khác nhau để mà hành thiền. Nhưng mà một cái đề mục tức gọi là phổ thông nhất cho tất cả mọi người, cho tất cả mọi căn cơ, không phân biệt cái căn cơ đó như thế nào, áp dụng được cho mọi mọi hoàn cảnh, mọi căn cơ, đó là quán niệm hơi thở. Hơi thở có xem như là một cái đề mục trung tính mà cần có thể áp dụng bất cứ trường hợp nào và trong cho bất cứ căn cơ nào. Có lẽ vì vậy mà
Trong kinh điển, trong kinh Nguyên Thủy, Đức Phật có những cái bài kinh giảng về quán niệm hơi thở. Và chúng tôi trích ở đây một cái đoạn kinh lấy trong Tương Ưng, trong cái phẩm thứ 54, chương kinh số 13 trong phẩm 54. Đó là Đức Phật nói dạy cho Ngài Ananda rằng, này Ananda, có một pháp thôi được tu tập, được làm cho sung mãn, làm cho viên mãn bốn pháp. Bốn pháp được tu tập, được làm cho sung mãn, làm cho viên mãn bảy pháp. Bảy pháp được tu tập, được làm cho sung mãn, làm cho viên mãn hai pháp. Một pháp thôi là đưa đến bốn, và bốn pháp đó sẽ đưa đến bảy, và bảy pháp cuối cùng đưa đến hai. Đó là cái lối giảng của người Ấn Độ ngày xưa, rất là dễ nhớ, là họ thích nói như vậy, ghi nhớ những cái pháp số như vậy. Thì một pháp đó là gì? Đó là quán niệm hơi thở. Quán niệm hơi thở để làm gì? Để phát triển bốn pháp, tức là bốn pháp lập niệm, thân, thọ, tâm, pháp. Bốn pháp lập niệm đó để làm gì? Cuối cùng là phải đưa đến phát triển bảy giác chi, tức là niệm, trạch pháp, tinh tấn, khinh an, hỷ, định, xả. Và cái bảy pháp giác chi đó, khi mà phát triển đầy đủ thì tiến đến gì? Tức là để tiến đến cái mục tiêu cuối cùng là phát triển tuệ minh và giải thoát giác ngộ. Đó là hai. Thành thử ra Ngài nói tiếp là, này Ananda, định niệm hơi thở vô, hơi thở ra, được tu tập, được làm cho sung mãn, làm cho viên mãn bốn pháp lập niệm. Bốn pháp lập niệm được tu tập, được làm cho sung mãn, làm cho viên mãn bảy giác chi. Bảy giác chi được tu tập, được làm cho sung mãn, làm cho viên mãn minh và giải thoát. Ra cái đoạn kinh ngắn như thế này mà tóm tắt rất gọn, và cho thấy được cái ý nghĩa của nó. Tức là nếu chúng ta biết thì khó hành trì pháp quán niệm hơi thở chỉ một pháp này thôi, mà đầy độ tinh tấn và phước duyên tròn đủ, thì cũng có khả năng đưa đến giác ngộ giải thoát. Thì chúng tôi tóm tắt gọn như vậy, dựa theo tinh thần đoạn kinh mà chúng tôi trình bày ở đây. Bây giờ thì mời các anh chị, ở đây chúng tôi chỉ trình bày sơ lược để chúng ta có nhìn sơ lược thôi, một cái hình tiếp. Cái hình này chúng tôi cũng đã trình bày một hai lần ở trong hai năm trước, thì ở đây bữa nay thì xin nhắc lại. Các chị thấy được cái hình này không? Hình này rất hay, do Ngài Tỳ Khưu Anhalayo Ngài soạn ra, rồi chúng tôi copy lại và đồng thời tô thêm màu và dịch cho tiếng Việt để mình thấy rõ. Có tất cả 16 bước, đi từ dưới lên trên, 16 bước cũng như là 16 bậc thềm. Rồi Ngài vẽ cái hình này ra để mình thấy, cũng như mình bước bậc thang. Anh Dũng có thấy được, hiểu được chỗ này, anh Lương Chí Thành hay nhất. Mình đi từ dưới lên trên, đi từ cái thấp nhất cho tới cái cuối cùng thì bước lên trên. Thì 16 bước này chia ra làm 4 nhóm, nhóm bộ 4. Tức là nhóm đầu tiên có 4 bậc, rồi nhóm kế có 4 bậc nữa, rồi nhóm kế được 4 bậc nữa, là nhóm cuối cùng có 4 bậc nữa. Thì mỗi nhóm bộ bốn như vậy thì tương đương với lại một trong bốn pháp lập niệm. Từ dưới lên trên mình có thân, thọ, tâm, pháp. Chúng tôi có ghi lại nằm ở bên cái cột ở bên bên phải. Các anh chị thấy được chỗ này ha. Cái này, chỗ này quan trọng. Tức là mình có 16. 16 tức là 4 nhân 4. Anh Trần Giao thấy được chỗ này ha. 16 tức là 16, 4 nhân 4. Mỗi một cái nhóm như vậy có 4 bước. Từ dưới lên trên, từ thân, thọ, tâm, pháp. Và chúng tôi cũng có tô màu, không biết các anh chị đọc nhìn qua cái máy điện thoại thông minh thì có thấy được hay không. Thế là chúng tôi có tô bốn cái màu khác nhau. Chúng ta có bốn nhóm như vậy, thân, thọ, tâm, pháp, đi từ dưới lên trên. Rồi một cái điểm quan trọng thứ hai nữa, tức là chúng ta nhìn qua cái cột bên trái, ngoài rìa bên trái, thì chúng ta thấy được cái gì? Thấy chỉ hai chữ thôi. Chữ biết và chữ tập. Chị Nguyên Tuệ thấy chỗ này không? Chữ biết và chữ tập. Thì chúng ta sẽ trở lại với chi tiết sau. Nhưng ở đây mình ghi nhận trước. Tức là hai cái bước đầu tiên là Đức Phật dạy chúng ta phải biết. Biết. 10,
12 bước còn lại là chúng ta phải học, phải tập, chứ không phải tự nhiên mà có được. À, cái ý nghĩa anh Trần Giao thấy được chỗ này ha, mình nhớ. Tức là mình phải biết hai cái bước đầu, rồi 12 bước kế là mình tập, mình thực hành, mình tập, chứ không phải là có mà biết liền, có sẵn, phải thực tập, phải dụng công thực tập, phải học rồi tập, phải hiểu là tập. Đó, cái chỗ đó chỉ có hai chữ đó thôi, tức là hai cái động từ đó thôi, nhưng mà nó quan trọng, do nhấn mạnh chỗ này, tức là chữ biết và chữ tập. Rồi trở lại vấn đề là nếu nhìn qua cái cột ở bên rìa phải thì chúng ta thấy chỉ cần thực hành xuyên suốt quán pháp, quán niệm hơi thở này thì chúng ta thấy rằng sẽ bao bao trùm cả bốn lĩnh vực thân thọ tâm pháp. Vì vậy mà Đức Phật nói trong cái bài kinh mà chúng tôi mới vừa đọc hồi nãy đó, là cái pháp này nó chỉ cần có một pháp này thôi quan trọng. Từ một pháp này tức là quán niệm hơi thở, có thể hướng bốn pháp, bốn pháp tức là thân thọ tâm pháp, rồi từ đó sẽ đưa đến phát triển bảy giác chi, và từ khi phát triển bảy giác chi rồi sẽ đưa đến minh và giải thoát, tức là cái đỉnh điểm cuối cùng của một người hành giả. Và ở đây thì chúng tôi sẽ tóm tắt thôi, sẽ đi vào chi tiết sau. Bốn bước đầu tiên là gì? Là mình theo mình tập, mình biết rồi mình tập, tức là mình biết cái hơi thở dài, hơi thở ngắn, rồi cảm giác toàn thân hay là toàn thân hơi thở. Rồi sau đó mình làm an tịnh cái hoạt động trong về thân của mình. Hoạt động về thân của mình. Theo chú giải nói rằng sau khi mình đi bốn bước đó thì bắt đầu mình nhập thiền. Đó là một cái cách giải thích. Có những cái cách giải thích khác, trong đấy là một cách cho mình an tịnh thân hành. Mình bắt đầu qua cái bước thứ năm, tức là mình đi về cái cảm giác của mình, tức là mình có cái cảm giác về hỷ và về lạc khi cái tâm nó, khi cái thân nó tương đối lắng động, an tịnh rồi, và mình có cái cảm giác như vậy, và đồng thời có cảm giác hỷ và thọ, cảm giác hỷ và lạc như vậy, thì mình ghi nhận, mình theo dõi cái sự sinh diệt của nó, rồi cuối cùng mình phải buông bỏ, buông bỏ cả những cái cảm giác đó, gọi là an tịnh tâm hành, tức là mình tiến tới cái bước thứ thứ tám ở trong cái nhóm thọ. Rồi bây giờ sau khi mình buông bỏ những cái cảm, những cái phản ứng về cái cảm giác đó, thì mình bắt nhìn cái tâm của mình theo dõi, mình vẫn nắm cái hơi thở như là một cái nền tảng, nhưng mà đồng thời mình thấy cái tâm của mình như thế nào khi mình theo dõi những hơi thở như vậy. Cái tâm mình nó mở rộng, nó hoan hỷ, vui vẻ, rồi cái tâm mình nó nhiếp lại, nó tập trung lại theo dõi cái đối tượng hơi thở, rồi cuối cùng là cái tâm nó thoát ra, không có bị ràng buộc vào những cái đề mục đó nữa. Tức là cái bốn cái bước kế đó là cái trạng thái về tâm, chỉ có theo dõi được. Sau đó rồi thì hành giả tiếp tục mình thấy, cũng nhìn cái hơi thở như vậy. Bây giờ mình trở lại mình thấy cái hơi thở nó sinh nó diệt, nó sinh nó diệt, hoặc là khi nó dài nó ngắn như thế, thì nó vô thường, cũng giống như tất cả các cái pháp khác trên đời. Bởi vì nó vô thường thì mình không có cái gì để mình bám chấp vào đó, tức là mình được quán vô thường, mình quán ly tham, và cuối cùng mình đã quán đoạn diệt, tức là nó tất cả những cái chuyện khác ở trên đời nó đều là sinh rồi nó diệt rồi, không có theo dõi như vậy, và mình từ bỏ, mình không có bám chấp vào đó nữa. Từ đó rồi bắt đầu tiến đến mình mở cái phát triển bảy giác chi, và mình bắt đầu từ niệm, và từ đó tiến lên đến minh và giải thoát sau. Rồi đó chúng tôi chỉ xin tóm gọn một cách rất là thô sơ với cái sơ lược về cái tiến trình của 16 bước mà chúng ta sẽ trở lại trong những cái chương kế tiếp. Ở đây thì chúng ta chỉ biết sơ cái cấu trúc của cái cách quán hơi thở như thế nào. 16 bước. Anh ly cà phê thấy được chỗ này ha. Tóm lại ở đây có 16 bước. 16 bước đó chia làm 4 nhóm. Mỗi nhóm 4 bước. Và mỗi nhóm như vậy thì liên hệ đến một niệm, một pháp lập niệm hay là một niệm xứ, tức là có thân, thọ, tâm, pháp mà chúng tôi viết ghi ra ở bên cái cột bên phải, cái rìa phải. Thân, thọ, tâm, pháp nó liên hệ đến bốn pháp lập niệm, bốn niệm xứ. Và điều thứ hai là khi mà mình thực hành như vậy thì có hai cái động từ, tức là hai cái phần căn bản mình phải biết, tức là hai bước đầu tiên là hành giả biết,
và 12 bước kế là hình giả tập. Đó là cái nằm chúng ta ghi ra ở bên cái cổ ấy. Các chị Nguyễn Tuệ thấy rõ chỗ này chứ ha. Rồi tóm tắt đây là những cái thuật ngữ căn bản, cũng không hẳn là mình hiểu hết đâu, hay bản thân chúng tôi cũng chưa có giải thích, cũng chưa có hiểu hết thông suốt đâu, nhưng mà ít ra mình nắm những cái thuật ngữ như vậy để khi mà mình đọc mình không có cảm thấy xa lạ, rồi mình tìm hiểu thêm, áp dụng, rồi từ từ nó nhớ ít ra cái kiểu đồ này để cho chúng ta thấy một cái tổng quát về cấu trúc của bài kinh Quán Niệm Hơi Thở. Thì đó là chúng tôi chỉ trình bày sơ lược về cái bài kinh cũng như về cái cách quán niệm hơi thở như thế nào. Và đây là chúng tôi chỉ trình bày những cái gì mình hiểu qua kinh nghiệm mình đọc sách cũng như mình đọc kinh mình suy ngẫm thôi. Cho bản thân chúng tôi thì thật sự mình nói một cách thành thật là chúng tôi cũng chưa có tập được tới đâu, hoặc là đã thực hành niệm hơi thở cũng đã rất lâu rồi, có thể mấy chục năm rồi. Có thể nói rằng chúng tôi chỉ vây quanh ở trong 4 bước đầu tiên thôi, không có tiến xa hơn đâu, cái theo kinh nghiệm thật sự của cá nhân như vậy. Nhưng mà mình thấy mình càng thực hành thì mình thấy có nhiều cái ích lợi, tăng cái lòng tin của mình lên, và mình cứ theo dõi như vậy. Mình 4 bước đầu tiên thôi, tới đi lui, đi tới đi lui 4 bước như vậy. Bây giờ các anh chị mời các anh chị trở lại cái phần dạng cái index. Không có sao đâu, Winnie ly cà phê, cứ việc đi. mỗi người cứ việc đi. Có đi thì tôi hay nói là có đi thì sẽ đến, còn hơn là cứ ngồi một chỗ. Mà có người đi chậm, có người đi nhanh thì cứ việc đi thôi. Từ chừng nào tới thì tới, nhưng mình cứ thủng thẳng mà đi. Bây giờ mời các anh chị trở vào cái link chính. Trong phần này thì trong cuốn sách thì có ngài nói nhiều chi tiết, nhưng mà cuối cùng thì có cái phần tóm lược summary, thì chúng tôi chỉ dịch cái phần summary ra thôi. Thì ở đây gì chúng tôi xin đọc và vừa đọc thì sẽ vừa giải thích thêm. Tức là cái phần này là cái phần rất quan trọng, coi như là để chúng ta sửa soạn để chúng ta hành thiền quán niệm hơi thở như thế nào. Thì cái đoạn kinh tương ứng trong cái bài kinh Quán Niệm Hơi Thở là Đức Phật nói như thế này: và này các tỳ khưu, niệm hơi thở vào, hơi thở ra được tu tập như thế nào, được thực hành thường xuyên như thế nào là có quả báo lớn. Đức Phật hỏi như vậy, hỏi các vị tỳ khưu phải thực tập như thế nào. Rồi tiếp theo có cái đoạn Đức Phật nói mà chúng tôi đọc tới đọc lui đã lướt qua nhiều lần rồi, mình cũng để ý, mình cũng như nóng nảy, giống như cái tâm lý của tất cả mọi người khác. Bài kinh này chúng tôi quen thuộc đã lâu rồi, mấy chục năm rồi, rồi mình chỉ đọc rồi mình nhìn theo, đọc theo, cố gắng động não và những cái bước mà Đức Phật dạy trong 16 bước tiếp theo trong bài kinh. Nhưng mà mình không có để ý tới cái đoạn kinh tiếp. Khi chúng tôi đọc cái cuốn sách này trong cái đoạn này, mà khi trong cái chương này mà ngài Tỳ Khưu Anarayo chỉ giải thích cái dòng chữ tiếp theo này thôi, thì mình mới thấy được cái sự ích lợi của nó. Rồi chúng tôi nhớ lại là ngài Ajahn Brahm cũng nói đi nói lại bấy nhiêu đó thôi. Ngài Ajahn Brahm thường hay nói là sở dĩ chúng ta hành thiền không có tiến bộ là bởi vì chúng ta không để ý đến những cái bước sửa soạn. Chúng ta phải sửa soạn cho cẩn thận, như mình nóng nảy, mình muốn cho thành, ai đi tu rồi cũng muốn giải thoát giác ngộ ngay, muốn thành A-la-hán, thành Phật, hoặc là muốn mở binh sát tuệ này tuệ kia, nhưng mà mình không có để ý đến đầu tiên nhất là mình soạn. Rồi cái sửa soạn đó Đức Phật chỉ nói một câu ngắn gọn: này các tỳ khưu, ở đây vị tỳ khưu đi đến khu rừng, hoặc đi đến gốc cây, hoặc đi đến nơi thanh vắng, ngồi xuống, xếp chân thế kiết già, giữ cho thân thẳng và thiết lập niệm luôn luôn hiện diện. Có niệm vị ấy thở ra, có niệm vị ấy thở vào. Chỉ có vậy thôi. Ở đây thì chúng tôi không quên nói là
Cái bài kinh Quán Niệm Hơi Thở này được dịch ra tiếng Việt bởi nhiều nhiều vị dịch giả khác nhau. Đầu tiên là Ngài Thích, Hòa Thượng Thích Minh Châu, Ngài dịch ra trong Trung Bộ Kinh, cách đây cũng khoảng, nói về Trung Bộ Kinh Ngài dịch thì nhìn lại cũng khoảng trong thập niên 60, cũng khoảng 50 năm trước rồi. Và nhiều người dùng cái bản dịch đó. Cũng như sau đó thì khi mà Pháp Hành Thiền trong Theravada được phổ thông thì có nhiều vị dịch giả khác nữa dịch cái bài kinh này. Mà đa phần theo cái nhận xét của chúng tôi là các vị đó không có dịch thẳng từ tiếng Pali mà dịch qua một cái ngôn ngữ trung gian, tiếng Anh hoặc là tiếng Pháp hoặc là tiếng Đức. Tức là dựa vào có một cái vị nào đó ở Tây Phương hoặc là ở Miến Điện, Thái Lan dịch từ Pali sang tiếng Anh, đại khái như vậy. Rồi một vị Việt Nam, người Việt dịch dựa theo cái bản dịch tiếng Anh đó dịch ra tiếng Việt, coi như là dịch lại hai lần. Gần đây, nếu nói gần đây thì cũng không đúng, chứ khoảng 7-8 năm trước thì có sư ấn thân Indachanda, sư có dịch cái bài kinh này, dịch thẳng từ Pali sang tiếng Việt, và có một số chú thích, và chúng tôi biết được cái bản dịch đó, chúng tôi thấy tin tưởng hơn. Tức là dịch sư là người giỏi, sư đã dịch tạng luật sang tiếng Việt, từ tiếng Pali sang tiếng Việt, rồi sau đó sư tiếp tục dịch tiểu bộ kinh sang tiếng Việt, và có lẽ là sư cũng đang trong cái tiến trình dịch Trung Bộ Kinh mà sư không có nói ra. Nhưng mà trời nhạc sư có dịch một cái bài kinh này. Có lần chúng tôi sư đến thăm viếng thăm Perth thì chúng tôi có làm thị giả đưa sư đi chỗ này chỗ kia, thì trên xe sư có nói về cái bài kinh này, và chúng tôi thấy sư cũng có nhiều kinh nghiệm về hành thiền Quán Niệm Hơi Thở chứ không phải là không. Mà sư là người rất nhẹ nhàng, khiêm tốn, sư không có nói nhiều về cái kinh nghiệm hành thiền của sư. Sư thường chỉ nói về về những cái khuyến khích mọi người học tiếng Pali, đó là cái mục tiêu chính. Nhưng mà mình biết sư có nhiều kinh nghiệm về hành thiền, nhất là Quán Niệm Hơi Thở. Rồi sư có đề cập cái bản dịch của sư. Rồi chúng tôi trong khi mà soạn ra những cái điểm để mà trình bày ở đây thì chúng tôi nhớ lại cái bài kinh đó, sẽ trích ra đây. Ra những cái gì mà chúng tôi trích ở đây là dựa theo cái bản dịch của ngài của sư Indachanda chánh thân. Thì ở đây có những cái điểm chúng ta cần lưu ý là, mà chắc là ai cũng đồng ý như vậy, là đầu tiên đó, để hành thiền đó, là mình phải tìm một cái nơi thanh vắng. Nếu được thì ở trong rừng. Nhưng mà trong cái bối cảnh ngày nay thì mình có thể đến một cái nơi, chẳng hạn như là một cái thiền đường hay là một cái chùa ngày thường chứ không phải là ngày lễ, tương đối vắng lặng, và là ở ngay trong nhà cũng được. Nếu mình có cái may mắn có được cái phòng riêng thì mình có thể vào trong cái phòng đó. Chúng tôi ở đây thì có được cái phòng riêng để phòng thờ, lập bàn thờ cũng như để hành thiền, thì mình đóng cửa lại mình ngồi ở đó cũng thanh vắng rồi. Hoặc là mình lựa những cái lúc nào những người trong nhà còn ngủ, hoặc là đi làm hết rồi nhà không có ai, hoặc là còn ngủ tương đối vắng lặng thì mình hành thiền, thì đó cũng được. Chứ không phải là bắt buộc là phải đi vào cái kiếm cái khu rừng hay là đi vào sa mạc rồi này kia, cũng không đúng. Theo cái tinh thần đó thì cách nhìn cũng như của ngài Tỳ Khưu Anarayo, mà cũng là chúng tôi cũng đồng ý như vậy, tức là mình tìm một cái chỗ nào đó mà tương đối thôi, tương đối là vắng vẻ theo cái hoàn cảnh sống của mình thì mình hành thiền, hoặc là mình chọn cái phòng. Cái điều thứ hai nữa ngài cũng nói ở đây á, là cũng quan trọng nữa, là do cái thái độ của mình. Đôi khi mình không có tìm được những chỗ lý tưởng như vậy thì mình cũng tạm thời chấp nhận, cái tương đối nó yên thì rồi những cái tiếng động này nọ thì mình đừng chạy theo, mình đừng có sân hay là mong cầu gì hết, mình chấp nhận như vậy. Bởi vì Đức Phật cũng thường hay nói là cái tâm cách ly nó quan trọng hơn là cái thân cách ly. Mặc dù cái thân cách ly sẽ giúp cho được cái tâm cách ly, nhưng mà cái tâm mà cách ly thì quan trọng hơn. Do cái trạng thái tâm của mình, khi mình ngồi có những cái tiếng động này kia thì mình cũng buông ra đi, đừng có chạy theo.
coi như là mình sống những cái chuyện đó là coi như mình giả điếc giả đuôi, nó cách kiểu nôm na như vậy, nghe rồi bỏ à, chứ đừng có chạy theo những cái tiếng động tiếng ồn ào đó. Bởi vì chúng tôi cũng rất thông cảm với cái tình trạng sinh hoạt của một số các anh chị ở Việt Nam ở khu phố này kia rất ồn ào. Khi chúng tôi về Sài Gòn thấy là chỉ có khoảng sau 12 giờ đêm cho tới khoảng 3 4 giờ sáng là tương đối yên thôi. Cái còn tiếng động quanh năm suốt suốt ngày, mà không phải chỉ Việt Nam không, bên những cái chúng tôi ở bên Thái Lan cũng vậy thôi. Chỉ khi nào đi về đồng quê thì yên thôi, chứ còn trong thành phố Bangkok này nọ thì cũng tiếng động xe cộ, tiếng máy bay, đủ thứ chuyện hết. À, mình phải chấp nhận như vậy. Hoặc là bây giờ nếu mình có may mắn mình ở những cái chung cư có máy lạnh, có cửa kính dày, có ngăn tiếng động được thì đóng lại mở, chỉ mở máy lạnh thôi. Thì cũng như vậy cũng tương đối cũng được, cũng khá yên tĩnh để mà mình hành thiền, thì có thể gọi đó là cái nơi thanh văn. Rồi mình ngồi xuống xếp chân kiết già, ngài thì Tỳ Khưu Nayadayo dịch tới đây là kiết già, trong khi đó tiếng Anh thì dịch là cross leg, tức là ngồi xếp chân thôi. Thì chúng tôi cũng bâng khuâng ở chỗ này, có bắt buộc mình phải ngồi kiết già hay không? Thì có người thì nói là phải ngồi như vậy thì nó mới yên, nó phải vững vàng. Nhưng mà mình thấy ngồi như vậy thì khó quá. Bây giờ nói thật là cái bản thân của mình không có ngồi được, hoàn toàn là từ hồi nhỏ tới lớn là không có ngồi kiết già được, chỉ ngồi bán già thôi, mà lúc đó còn trẻ. Còn bây giờ thì chỉ ngồi được theo kiểu xếp chân kiểu miếng điện. Và ở đây thì đa số các thiền sinh người Úc thì họ ngồi trên ghế, bởi vì họ không quen ngồi dưới đất, bắt họ ngồi dưới đất là không có chịu được, ngồi trên ghế thoải mái. Mà ngài Ajahn Brahm ở đây thì ngài cũng thoải mái như vậy, ngài cũng nói ngồi làm sao cho nó thoải mái là được rồi, không không bắt buộc ngồi được kiết già càng tốt, mà nó không được thì cứ ngồi bán già, ngồi xếp chân kiểu miếng điện hay là ngồi trên ghế cũng được, miễn làm sao thấy cái thân được vững vàng để chân. Và đó cũng là cái tinh thần của bài của cái đoạn của bài cuốn trong cuốn sách của ngài Nala Yo. Ngài cũng nói rằng xếp chân theo một cách thức nào đó để có một cái tư thế ngồi vững vàng, đó là cái điều quan trọng. Có thể ngồi kiểu Nhật Bản cũng được, ngồi quỳ quỳ mà có cái gối kê phía dưới, để hôm nào chúng tôi sẽ đưa cái hình đó. Rồi ra cái chỗ này là cái chỗ quan trọng, mình ngồi làm sao cho vững vàng. Và đồng thời ngài cũng khuyên, và cũng giống như ngài thiền sư Brahm ở đây nói là, rồi mình để ý khi mình ngồi ra, mình bắt đầu mình cái tâm mình đưa vào bên trong, mình đưa mình để ý coi cái tư thế ngồi của mình, mình theo dõi những cái cảm thọ, những cảm giác ở ở lưng, ở sống lưng, cột sống phía sau, từ từ mông đến đỉnh đầu. Khi mình đưa cái tâm mà mình theo dõi như vậy, cái tự nhiên mình cái thấy lưng mình nó thẳng liền. Cái điều này chúng tôi thấy rất hay, chúng tôi đã làm nhưng mà ít có ai mà viết ra như vậy. Thế là khi mình ngồi xong là mình bắt đầu mình khi mình để ý tới cái tư thế ngồi của mình á, là cái tâm mình không có chạy chỗ khác, nó bắt đầu nó đưa mình về ngay cái chỗ này trong cái thời gian này. Rồi mình gọi là quét hay là quán sát, mình chạy từ dưới lên trên, từ ở cái cột sống của mình, sau cái cột sinh sống từ dưới lên trên trong sau lưng mình. Khi mình đưa cái tâm mình quan sát những cái cảm giác như vậy, đi từ dưới lên trên, tự nhiên cái mình giữ cái lưng nó thẳng liền. Tại vì lúc đó cái lưng mình nó cong, là mình việc kéo nó lên nó thẳng. Thì đó là một cách là mình giữ cái lưng cho thẳng. Và cái điểm đó điểm quan trọng. Ngài Ajahn Brahm ở đây ngài cũng có nói, ở trong một vài cuốn sách khác cũng nói là tùy theo cái bản chất, cái cơ thể của mỗi người, có người có thể ngồi kiểu này kiểu kia, có khi ngồi ngay cả bản thân chúng tôi mà ngồi cũng phải có hai cái gối kê, hai cái đầu gối cho nó vững vàng nữa. Ngoài ngoài cái gối kê mông nha. Thì ra là khi mà cảm thấy cái thân nó vững vàng rồi á, thì cái điểm quan trọng thứ hai là phải giữ cái lưng cho thẳng, để cho cái mình thở vào thở ra nó không có bị cản trở. Khi chúng ta để ý, chúng ta thấy cái bản thân mình, hoặc nếu mình có thể mình nhìn những người khác, mà phải có người ngồi thiền thời xe ăn ra thấy cái lưng nó cong xuống, nó gập xuống, như vậy là không đúng, phải lúc nào cũng giữ cái lưng cho thẳng.
và mình ngồi trên ghế cũng được, nhưng mà đừng có dựa vào thành ghế. Mình ngồi cố gắng đừng có dựa ghế, bởi vì dựa vào thành ghế một lúc là mình ngủ. Thế ra khi mình có một cái chú tâm vào trong cái xương sống, cái sống của mình là tự nhiên cái lưng nó giữ được thẳng thôi. Và cũng là một cái điều giúp cho mình đưa tâm vào hiện tại, vào ngay nơi này. Nhanh chóng chú tâm vào cột sống lưng, đem tâm ghi nhận từng điểm trên cột xương sống từ dưới lên trên để giúp thân được ngay thẳng. Cùng lúc đó tạo một ý định chú tâm vào thời khắc hiện tại. Đó là một phương cách để giữ tâm không phóng đi nơi khác. Giữ lưng cho thẳng và đem tâm vào thời khắc hiện tại cần thực hành liên tục trong suốt buổi ngồi thiền, vì cả hai việc đó dễ dàng bị mất đi. À, thấy ngài nói rất là thực tế, những ai mà hành thiền thấy rõ như vậy. Mình không để ý là cái lưng mình nó cong, ngồi cái mình gục xuống, mình thử lúc nào mình cũng phải đem cái tâm thì đó. Mà khi mình giữ cái tâm như vậy á, thì rất là mình giữ niệm ngay bây giờ, giữ niệm trước mặt, giống như Đức Phật có thuyên là lập niệm luôn luôn hiện diện, phải lúc nào cũng có. Tiếp theo là đem niệm, tức là sự ghi nhớ, ghi nhận đến trước mặt, nghĩa là lúc nào cũng có niệm, tức là có sự tỉnh thức, ghi nhớ, ghi nhận như vậy. Là một phương thức để kiềm chế các kiểm giác, các cảm giác, dùng niệm như là một người gác cổng để ghi nhận bất kỳ cảm giác nào qua sáu cửa mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, mà không chạy theo các phản ứng của tâm về các cảm giác đó. Thực hành như thế tự nhiên sẽ đưa đến trải nghiệm rất dễ chịu, vui tươi khi tâm chỉ sống trong thời khắc hiện tại. Rồi tiếp theo như vậy thì ngài cũng nói, tức là cái mình giữ niệm trước mặt này là sao, tức là mình lúc nào mình cũng canh chừng cái tâm của mình, cũng như chúng ta thấy trong chú giải hoặc là trong bài kinh Đức Phật, cũng một cái bài kinh khác Đức Phật thường hay nói là cái cơ thể của mình có sáu căn hay là sáu cửa để mình tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Tức là sáu cửa đó là gì? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý, nó sẽ đụng chạm với lại sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Rồi từ đó mình có cái cảm thọ. Khi mình căng mà đụng với sáu cảnh hay sáu trần thì nó sinh ra cảm thọ vui, cảm thọ buồn, nó lạc hoặc khổ, hoặc là trung tính, không khổ không lạc, mình không có tránh được. Nhưng mà cái mà mình đã kiểm soát được đó là mình không có chạy theo, không có phản ứng theo những cái cầu đó. Khi mình nghe chẳng hạn như mình ngồi thiền, có hàng xóm mở karaoke hay là tiếng xe chạy qua, tiếng phi cơ gì đó thì mình nghe một cái, tức là tiếng động đó nó đập vô cái lỗ tai mình rồi thôi. Có thể mình thấy nó chói tai hoặc thấy êm tai rồi thôi, chứ không có chạy theo phân tích đó. Cái điều đó quan trọng. Hoặc là mình ngồi như vậy là phía sau nhà bếp bà xã bà nấu phở hay là chiên xào, cái mùi thơm nó lên, hoặc là ai đó đốt nhang gì đó, cái mùi thơm lên, nhưng nó phải đập vô cái lỗ mũi của mình. Mình thấy được cái mùi đó, mình ngửi được cái mùi đó, thơm hoặc là thối, mình thích, dễ chịu hay là khó chịu, nhưng mà rồi thôi, không có chạy theo cằn nhằn hay là ham muốn hay cái gì đó. Là những cái phản ứng phụ, mình phải ngừng lại ngay chỗ đó. Cũng như dùng cái niệm, cũng như là mình có sáu cửa như vậy, một cái thành mình có sáu cửa, chỉ có sáu ông gác gác cửa như vậy, ông gác, ông không, ông gần nhìn từng người nhưng mà không có chạy theo, ông nhìn rồi cho vào hoặc là đuổi đi rồi thôi, mình dừng ngay chỗ đó. Và khi mà mình theo dõi thấy những cái gì xảy ra ngay trước mắt, ngay trong hiện tại một thời gian, thì tự nhiên cái mình thấy nó dễ chịu, thế mình không có suy nghĩ nhiều nhiều nữa, không có phản ứng, mình chỉ ghi nhận là thôi, là buồn, ghi nhận là buồn, ghi nhận là buồn. Một thời gian cái tự nhiên cái tâm mình nó lắng động xuống, rồi mình cảm thấy nó dễ chịu. Kết hợp cảm giác dễ chịu khi chỉ chú tâm trong thời khắc hiện tại với luồng hơi thở là thể hiện sự kết hợp của an chỉ và minh quán, tức là mình hay nói samatha vipassana, chỉ và quán. Thì khi mình chỉ làm đơn giản như vậy thì coi như là một hình thức thôi, chứ không phải là hoàn toàn tuyệt đối, một hình thức để mình bắt đầu mình nếm cái hương vị của sự kết hợp giữa chỉ và quán. Phần minh quán này là một hình thức nhận biết được khởi sinh của mỗi một hơi thở vào hay một hơi thở ra, bản chất
thay đổi của hơi thở khi nó hiện diện và thấy nó dần dần tan biến. Rồi ra mình không có phân tích gì hết, mình không cho rằng à cái tuệ này tuệ kia, cái tâm nó như thế này, cái tâm như thế kia. Lúc mình hành thiền là mình không có phân tích, mình chỉ theo dõi thôi. Nhưng mà khi mình theo dõi cái hơi thở, mình thấy thay dở nó vào, nó một lúc nó hết cái ngừng lại, rồi nó thở ra hết cái nó ngừng lại, cứ vào ra như vậy là nó sinh rồi nó trụ rồi diệt, sinh trụ diệt, sinh trụ diệt như vậy. Mình không có đặt tên cho nó mà mình chỉ có cái cảm nhận như vậy. Khi mình cảm nhận mình thấy được như vậy tức là bắt đầu mình thấy cái sự sinh diệt, đó là ý và mình thấy nó thay đổi luôn luôn. Nếu mà mình chú tâm thay như vậy thì mình thấy mỗi một thay hơi thở là một cái cảm giác mới lạ, chứ không phải là giống nhau hết. Có khi nó dài, có khi nó ngắn, có khi vào nó nóng, có khi vào nó hơi ấm ấm, có khi vào nó hơi lạnh lạnh, nó không có giống nhau. Rồi khi mà nó chạm vào trong cái mũi, cái lỗ mũi của mình hay là nó xuống tới lồng ngực, cái mình thấy cái sự xúc chạm nó khác nhau. Và một điểm hoặc là có khi mình thấy cái tiếng động nó vào sột soạt, cái tiếng động thì nó chạm cái ống mũi mình nó khác nhau chứ không có giống nhau. Cũng tùy theo cái tình trạng cơ thể của mình, khi mình bị nghẹt mũi hay là mình bị cảm nó khác, mà khi mình khỏe nó khác, khi mình buồn ngủ thì nó lại khác, mà khi mình tỉnh táo nó lại khác. Nên mình để ý được, mình thấy được như vậy, tức là mình thấy được nó vô thường, không phải mình cho nó là cái gì hết, mình chỉ nhận được như vậy. Thực hiện các điểm sơ bộ như thế là để giúp tiếp cận với các chủ đề có liên quan đến bốn pháp lập niệm. Chính xác, đó là mục đích của toàn bộ 16 bước của pháp quán niệm hơi thở. Đó là để thực hiện bốn niệm xứ. Mình chỉ thực hiện nhau, thực hiện. Khi đọc như vậy thì mình mới thấy mình đánh máy sai sót. Thân, thọ, tâm, pháp. Và từ đó, qua của giữa các chi phần giác ngộ, tức là thất giác chi, niệm, trạch pháp, tinh tấn, hỷ, khinh an, định, xả, để đưa đến tuệ minh và giải thoát. Ý của Ngài cũng muốn nói đây đó là mình chỉ có nếm cái một cái hương vị sơ sơ thôi, bắt đầu. Nhưng mà đó là một cái hướng để mà giúp cho mình đi từ từ, từ từ theo dõi hơi thở 16 bước như vậy, để giúp cho mình là mình thực hành được bốn cái pháp lập niệm hay là bốn niệm xứ, và từ đó đưa đến cái việc phát triển bảy giác chi, rồi cuối cùng là minh trí, minh tuệ và giải thoát. Mình thấy ra cái bước sửa soạn này rất là quan trọng, để đừng có nóng nảy, mình phải từ từ, không có nôn nóng. Cũng có tùy mỗi người thôi, nhưng mà cái trở lại vấn đề là trong cái bản kinh nghiệm riêng của chúng tôi, cũng như khi trao đổi với các anh chị bạn đạo ở tại Perth, cái điều quan trọng là mình có lòng tin. Và khi mà hành thiện như vậy, mình trở về cái đời sống hàng ngày, mình cảm thấy an vui, nhẹ nhàng, dễ chịu, không có cao có bắt bẻ người này người kia, hoặc là không có buồn rầu. Như vậy là được rồi, mình sống an vui từng ngày là thấy được được rồi. Tất khi mình nhìn những cái biến chuyển của cuộc đời mà cái tâm mình thấy không có bị xao động lắm, hoặc là có xao động lên rồi thôi, cho mình không có chạy theo những cái xao động đó trong tâm. Mình cũng buồn, cũng giận, cũng sân, cũng si, cũng ham muốn này những kia, nhưng mà chỉ chút rồi thôi. Và mình trở về với lại cái con người của mình, sống chân thật với con người của mình, mình thấy nó tương bình thản hơn. Thì đó là cái sự tiến bộ, chứ không phải là đợi tới lúc mà mở ra trí tuệ hay là vào nhập vào quả này quả kia rồi đưa đến giác ngộ này nọ. Cái đó thì đó là cái mục tiêu tối hậu, nhưng mà mình chưa có đến được. Thì bây giờ là cái cần là làm sao là mình ai từng ngày, từng thời điểm, nhất là khi mình ngồi hành thiền mình thấy nhẹ nhàng là được rồi. Trong cách thiết lập các điểm sơ bộ trình bày ở đây, hành giả thiết lập một sự ẩn dật của thân và có mức độ tỉnh thức ghi nhận toàn thân trong tư thế ngồi. Tức là mình ngồi như vậy, mình chọn một cái chỗ tương đối là vắng lặng, chứ không phải tuyệt đối, nhưng mà mình cái vừa đủ là được rồi. Rồi cái hoàn cảnh nó chỉ cho phép được như vậy. Mình không có tầm cầu được chỗ khác được nữa, thế này. Làm sao cái tương đối, cái tâm của mình cách ly, không có bị xáo trộn là được rồi. Rồi sau đó là mình ghi nhận cái tư thế mình ngồi. Và do đó tiếp cận với chủ đề chính của pháp lập niệm thứ nhất là niệm thân.
Ý của Ngài muốn nói là cái bước sơ bộ như vậy, khi mình ngồi xuống, mình ghi nhận, mình sửa cái thế ngồi của mình, rồi mình ghi nhận cái mình ngồi như thế nào nó vững vàng, rồi mình được chú tâm vào trong cái cột xương sống, giữ cái lưng cho thẳng, tức là mình đang niệm thân, một hình thức của niệm thân. Bắt đầu mình nếm sơ sơ, mình hiểu sơ sơ thì thế nào là niệm thân. Khơi dậy niềm hân hoan hứng khởi qua việc tạo lập động lực hành thiền. Hành giả trải nghiệm được cảm giác an lạc khi được sống trong hiện tại. Cảm giác này là chủ đề của pháp lập niệm thứ hai, niệm các cảm thọ. Mình ngồi như vậy xong á, thì mình đầu tiên là mình phải hướng cái tâm. Mình nói, mình tự ngó nói với mình. Mình ngồi thiền để làm cái gì đây? Để ta tìm cái sự tầm cầu giác ngộ, sự giải thoát. Và có thể tìm được cái sự an vui trong tâm của mình. Khi mình nghĩ như vậy tức là nó có một cái hứng khởi đó mình làm, chứ không phải là mình làm theo kiểu mà bị bắt buộc, ép buộc, không ai ép buộc mình hết. Nhưng mà mình phải hiểu tại sao mình phải ngồi thiền như vậy. Khi mình nhớ được như vậy, rồi cũng nhớ lại những cái lời Đức Phật dạy, và Đức Phật tán thán cái pháp hành thiền này, cái pháp có thể áp dụng cho tất cả mọi tình huống, mọi trường hợp, đưa mình đến và mọi căn cơ. Mình tự nhiên mình có cái lòng tin, có cái lòng tin nó giúp cho mình hứng khởi. Khi mình có cái hứng khởi như vậy thì mình mới ngồi được lâu và đều đặn, và đồng thời nó tạo một cái sự vui. Cũng như ngài Trần Pram cũng hay nói ở đây là mình có cái sự vui thích thì mới làm được lâu dài, chứ làm mà không có buồn chán, mà không vui thích là làm uể oải là không có lâu dài nữa. Hình thức lúc nào mình cũng phải tạo ra một cái sự hứng khởi, một cái động lực, và nó giúp cho mình cái niềm vui và cái cảm giác mà nó vui vẻ như vậy thì coi như là mình đang nếm một phần của cái niệm niệm các cảm thọ. Điều này giúp giữ tâm trong hiện tại và nhận thức được tình trạng thật sự của tâm. Đó là công việc chính của pháp lập niệm thứ ba, tức là niệm tâm. Mình thấy được cái tâm của mình như thế nào, tâm tập trung hay là tâm phân tán, tâm hân hoan hay là tâm buồn rầu, mình thấy được. Tức là bắt đầu mình có một cái khái niệm thôi, chứ không phải là đi sâu chi tiết, bởi vì chỉ sơ soạn thôi, ít, nhưng mà ít ra mình có, mình biết được chút nữa cái niệm tâm nó sẽ là như vậy. Niệm được đem bước mặt, nghĩa là lúc nào niệm cũng có mặt, sẽ làm khởi sinh chi phần đầu tiên của thất giác chi. Đây là chủ đề trung tâm của pháp lập niệm thứ tư, niệm các pháp. Tức là mình lúc nào mình cũng có sự ghi nhận tin như vậy, mình thấy rõ đối tượng, tức là mình đang phát triển cái chi phần niệm. Cái chi phần đó là chi phần đầu tiên của bảy chi phần thất giác, và cũng rất là quan trọng. Phải có niệm mới được thì mới phát triển được sáu cái chi phần kia. Lúc nào niệm cũng phải có mặt. Thì ở đây bây giờ mình đang tập, mình đang tập nghĩa là giữ niệm, mình phát triển niệm, khởi sinh niệm, rồi mình giữ này. Tức là mình đang tức là phát triển cái chi phần đầu tiên của thất giác chi, là mình niệm các pháp. Một khi được khơi dậy, niệm được dùng để theo dõi, ghi nhận các hơi thở vào và các hơi thở ra như là biểu hiện của tính vô thường. Thấy rõ rồi, mình thở vào hoài không được, mình thở vào xong là phải thở ra thôi. Vào là phải ra thôi, tức là vô thường, nó không có ở một chỗ. Mà mình thấy rõ rồi, cái hơi thở thay đổi luôn luôn. Có khi dài, khi ngắn, có khi nóng, khi lạnh, khi ấm, khi nó rần rần, khi nó nhẹ nhẹ. Mình thấy nó rõ như vậy. Mình không có nói là vô thường, mà chỉ thấy như vậy thôi. Mình thấy như vậy là mình có một cái cảm nhận về cái tính vô thường của đề mục. Điều này tạo lập nền tảng để phát sinh tuệ giải thoát. Và đó là mục tiêu tối hậu của bất cứ pháp thiền quán niệm nào. Thì đó là chúng tôi xin đọc cái phần giải thích tóm tắt trong cái chương 1 của Ngài Thích Khu Analayo. Và nếu anh chị đưa con chuột xuống dưới thì chúng tôi có đưa ra cái bài kinh về niệm hơi thở vào, hơi thở ra, Anapanasati Sutta, bài kinh số 118 trong bộ kinh. Không biết anh chị thấy phía dưới này không? Bài kinh này được Ngài Thích Khu Indachanda, Ngài Sư Chánh Thân, được dịch từ năm 2010, tức là dịch lại cũng 9 năm rồi, mà có lẽ ít, tôi thấy ít có người đề cập tới bài kinh này. Thì bây giờ còn có 5 phút còn lại thì chúng tôi cũng nói sơ về cái duyên sự của bài kinh. Có một điểm cũng khá thú vị. Là bài kinh này Đức Phật giảng tại Sawatthi, tức là Sa Vệ,
ở cái một cái tinh tinh xá Đông Cát Giảng Đường, tức là cái tinh xá này do bà thí nữ thí chủ đại thí chủ Visakha thành lập, chứ không phải là tại trong Kỳ Viên tinh xá. Đây là một cái khu gần đó thôi. Bây giờ các anh chị mà đi hành hương thì ngoài thì Kỳ Viên tinh xá thì cũng, nếu mà đủ phước duyên thì cũng thể đến gặp được cái, thấy được cái nền móng của Đông Cát Giảng Đường này. Và lúc đó thì có những đại đệ tử hết, những cái ngài trưởng lão như ngài Sariputta Sa-lợi-phất, ngài Đại Mục Kiền Liên Mahamoggala, ngài Đại Ca Diếp, ngài Đại Ca Chiên Viên, dĩ nhiên là có ngài ngài A Na Luật và có ngài Ananda và nhiều đại ngài trưởng lão khác, một loạt các vị trưởng lão. Tôi chỉ thấy được cái bài kinh này. Rồi đó là trong 3 tháng hạ, 3 tháng an cư, thì ngài thấy các vị tỳ khưu chia ra từng nhóm, rồi mỗi vị trưởng lão như vậy thì có dạy một số các vị tân tỳ khưu, các vị mới 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 thọ giới đại đại giới để giảng dạy, chia ra từng nhóm để giảng dạy như vậy. Và ngài thấy các vị tỳ khưu tu tập rất tốt, cho nên đến cuối cái mùa an cư, đến ngày Bồ Tát, tức là bây giờ thì mình thấy là đó là rằm tháng 9, bắt đầu an cư là rằm tháng 6, cho đến rằm tháng 9, thì cái ngày cuối cùng đó, ngày rằm tháng 9 thì có chư tăng làm lễ Bồ Tát, Upasatha, là lễ Bawarana, lễ Bồ Tát. Rồi sau đó thì mình biết là có cái mùa dân y 1 tháng. Nhưng mà khi trong cái dịp này thì thấy được các vị trưởng lão dạy đệ tử rất là tốt, có tiến bộ, nên ngài Đức Phật hoan hỷ. Ra Đức Phật thấy, có lẽ ngài thấy cái cơ duyên cũng cũng đã đến rồi. Ngài nhìn ngài thấy, ngài nói thôi lần này thì không có làm cái buổi lễ tự tứ nữa ngày hôm nay, nhưng mà sẽ dời là thêm 1 tháng nữa để cho các vị trưởng lão có thì giờ dạy thêm cho nó rõ ràng, dạy thêm các vị tân tỳ khưu đó. Thì ra lễ tự tứ lại dời thêm 1 tháng nữa, tới tới rằm tháng tháng 10 mới xong. Thì rằm tháng 10 ngài mới tụ họp lại, tụ họp các vị tỳ khưu lại và ngài giảng cái bài kinh Quán Niệm Hơi Thở. Thì cái chỗ này là cái chỗ mà chúng tôi ngày xưa được một vị sư nêu ra và đố chúng tôi thấy rất hay. Bây giờ sau này thì gần đây chúng tôi có đố lại một số anh chị bạn bạn đạo ở trên trên Facebook, là chúng ta biết là mùa an cư có 3 tháng, nhưng mà có cái dịp nào cái mùa an cư có thể 4 tháng được hay không? Thì mình thấy rõ ràng ở đây, đó là cái trường hợp ở đây. Tức là sau 3 tháng rồi thì Đức Phật không có cho làm lễ Bồ Tát để mà kết thúc, mà ngày dời lại thêm 1 tháng nữa. Thì ra các cho coi như là an trú tại xá vệ 4 tháng an cư. Chỗ này các anh chị có nắm được chỗ này không? Một cái chi tiết cũng cũng khá thú vị. 4 tháng an cư, nó là duyên sự là sau 4 tháng đó thì làm lễ tự tứ, và trong cái dịp đó thì Đức Phật giảng cái bài kinh Quán Niệm Hơi Thở. Thì ở đây thì chúng tôi chỉ xin trình bày như vậy, và cũng hết giờ thì chúng tôi xin tạm dừng ở đây. Trong cái thời gian trình bày như vậy có gì sơ xuất thì cũng con cũng mong quý chư Tôn Đức Tăng Ni và quý anh chị hoan hỷ thông cảm cho. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Để kết thúc buổi nói chuyện chia sẻ, chúng tôi xin đọc phần hồi hướng. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thân lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyến thuộc tránh khỏi nạn tai, chúng sinh được hưởng phước dài bệnh lâu. Chúng con vui thú đạo màu, tu hành tinh tấn ngọ hầu vô sinh. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, xin hồi hướng đến chư Tôn Đức Tăng Ni và quý anh chị đạo hữu, cầu mong cho tất cả hằng được sự an vui. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy làm món duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm ngủ ngầm nơi tâm trong ngày vị lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Còn một lần nữa chúng ta xin thành kính tri ân
Quý chư Tôn Đức Tăng Ni đã quan tâm đạo tràng để chứng minh cho buổi chia sẻ nói chuyện ngày hôm nay. Và cũng xin kính cảm ơn chị Nhật Quỳnh và các anh chị khác đã giúp cho chúng tôi được một có một cái buổi trình bày tốt đẹp. Trước khi xuống mic và rời rung, chúng tôi xin kính chúc tất cả được nhiều sức khỏe và nhiều an vui trong cuộc sống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tát Bhagavato Arahato Samma Sambuddhasa. Vandami cittiyam sabbam sabbathane supatthittam saririka dhatu mahabodhim buddha rupam sagaram sada. Vandami cittiyam sabbam sabbathane supatthittam saririka dhatu mahabodhim buddha rupam sagaram sada. Vandami cittiyam sabbam sabbathane supatthittam saririka dhatu mahabodhim buddha rupam sagaram sada. Iti piso bhagava arahaṃ sammā sambuddho vijjācarana sampanno sugato lokavidu anuttaro purisa dhamma sarathi saddhā deva manusānaṃ buddho bhagavati. Svākhāto bhagavata dhammo sandhitikko akkhāriko ehi pāsiko opanneiko paccattaṃ vedyābhō viññohīti. Supatipanno bhagavato sāvakasaṅkho Udanno bhagavato sāvaka saṅkho Nyāyāpatipanno bhagavato sāvaka saṅkho Sāmīcipatipanno bhagavato sāvaka saṅkho Yadidam cattāri purisa yugāni attha purisa pukkala Esa bhagavato sāvaka saṅkho Ahuneyo pāhuneyo dakkhineyo anjari karaniyo anuttaraṃ puṇyākhetaṃ lokāsāti. Evaṃ me sutaṃ